Khánh, hiện tại thì Đức Phố Trần Channel đang di chuyển từ hướng của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến với thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Và chào mừng chúng ta đến với một video mới. Video này Đức Phố Trần Channel muốn chia sẻ với ta về trạm dừng chân. Như đã chia sẻ ở những video trước thì từ Buôn Ma Thuột của Đắk Lắk chúng ta đến với Pleiku của Gia Lai với chiều dài khoảng 180 cây số. Và như thế thì chúng ta có những cái trạm dừng chân ở trên đoạn đường này. Một là chúng ta đến với trung tâm của huyện Ea Hà Leo, thì chúng ta có thể dừng chân, nghĩa là ở đó. Không thì chúng ta sẽ đi thẳng cái cung đường này, chúng ta đến với cầu 110, tức là còn cách thành phố Pleiku Gia Lai khoảng 70 cây số nữa. Thì khi mà chúng ta vừa qua cầu, bên tay trái sẽ có một trạm dừng chân, chúng ta có thể cho du khách nghỉ giải lao dừng chân chỗ này, thì cũng rất là ok. Và trên toàn cái tuyến đường này, đây là tuyến đường của quốc lộ 14, tuy nhiên đây cũng là một phần của đường Hồ Chí Minh, cho nên là cái đường này chúng ta có thể gọi là đường quốc lộ 14 hoặc là đường Hồ Chí Minh cũng là một. Và ở trên tuyến đường này hiện nay thì rất là khang trang, như quý vị các bạn đang nhìn trên màn hình, cái đoạn đường đi này rất là tuyệt vời, đẹp. Tuy nhiên thì với những lái xe thì chúng ta lưu ý là tuyến đường này sẽ có rất là nhiều cảnh sát giao thông có thể bắn tốc độ hoặc bắt chúng ta lấn vạch, cho nên là chúng ta phải chạy đúng theo quy định của giao thông đường bộ. Đoạn đường này chúng ta sẽ đi ngang qua rất là nhiều cái khu vực người dân ở đây, người ta trồng về cây tiêu, trồng về cà phê, và sẽ đi ngang qua khu vực của người ta trồng về cây điều, cũng như là sẽ có thấy được rất là nhiều cái điện gió, phong điện ở tại tỉnh Đắk Lắk này. Hầu hết những cái điện gió, những phong điện thì nằm ở bên phải của màn hình. Đó là chúng ta sẽ đi ngang qua những khu mà ta làm về điện gió, phong điện. Chúng ta nhìn trên màn hình, chúng ta thấy đoạn đường này hiện tại rất là tuyệt vời, rất là thông thoáng. Và xa xa đây là đó là những cái trụ của điện gió, phong điện. Hết cái địa phận của huyện Ea Hà Leo, hết cái địa phận của tỉnh Đắk Lắk, tức là nơi đây là ranh giới tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai, thì đây chính là cầu 110. Đây là ranh giới tự nhiên của hai tỉnh, đây là cầu 110.
Ở đây thì chúng ta qua đây, nếu chúng ta muốn nghỉ giải lao thì bên tay trái trái chúng ta có một trạm dừng nghỉ giải lao để cho du khách có thể nghỉ giải lao, đi restroom vệ sinh. Sau khi qua trạm thu phí rồi thì chúng ta có những cái cây dầu của Petrolimex đây, hay là những cái quán ăn, trạm dừng chân vân vân, thì chúng ta có thể nghỉ giải lao. Chào mừng toàn thể quý vị, chúng ta đến với tỉnh Gia Lai nhé, thành phố Pleiku. Huyện đầu tiên đó là huyện Chư Pư. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy những địa danh là Chư Pư, ở chữ Chư, Chư có nghĩa là núi. Và từ đây chúng ta về lại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai còn 70 cây số nữa. Đây có nhiều cái nhà hàng trạm dừng chân lớn. Chào mừng đại gia đình chúng ta đến với khu vực của Bắc Tây Nguyên. Như những video trước đây thì Đức Trần Channel thường chia sẻ chúng ta đó là khu vực Tây Nguyên, chúng ta có 5 tỉnh thành. Đó là cao nguyên phía Tây đó, là Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Thì chúng ta chia làm hai khu vực, đó là Nam Tây Nguyên và Bắc Tây Nguyên. Bắc Tây Nguyên thì đặc trưng nổi tiếng đó là Gia Lai, Kon Tum và hình ảnh dễ nhận biết đó là Nhà Rông. Còn Nam Tây Nguyên đó là Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Đó hình ảnh nổi tiếng dễ nhận biết đó là Nhà Dài. Và tỉnh Gia Lai là một tỉnh mà có số lượng dân số đứng hàng thứ hai trên 5 tỉnh thành của Tây Nguyên. Tuy nhiên về diện tích thì tỉnh Gia Lai là một trong những tỉnh lớn thứ hai của Việt Nam chúng ta về diện tích. Cho nên đây cũng là một tỉnh rất đặc biệt. Đây là tỉnh mà cũng có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Và khi nhắc về Gia Lai thì có nhiều điểm thú vị, nhiều cái điểm để chúng ta tham quan và du lịch. Thí dụ như ở trên đây thì có chùa Minh Thành, đó là một trong những ngôi chùa lớn, cả đẹp cả về kiến trúc lẫn về sự quy mô. Đây là một cái tỉnh về phố núi nha.
đến với một cái thương hiệu rất nổi tiếng, đó là Hoàng Anh Gia Lai của ông Bầu Đức. Xin mời quý vị các bạn cùng đón chờ những video kế tiếp để Đức Trần Channel có cơ hội gửi đến quý vị các bạn những thông tin, những video, những hình ảnh về Gia Lai và Kon Tum.